Hello, hello. Hello, Minh Phát chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát buổi sáng hôm nay nhá. Đủ giá xuống này lên trực tiếp luôn mọi người. Lên nói chuyện với mọi người ngay buổi sáng luôn nhá. Lên nói chuyện với mọi người khoảng 15 phút nhỉ, còn đi làm chứ. 2.662 đô. Như vậy là đêm qua nó chốt ở mức là 2.661 mọi người ạ. Chốt ở vùng 60. 59-60 gì đó. Phải nói là một phiên rơi thẳng đứng luôn. Không quay trở lại 2.700 luôn. Sợ luôn. Ok, chào cả nhà nha, chào bạn Thúy Trần nha, Dũng Nguyễn. À đấy, nó ảnh hưởng đến cái việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ. Sợ thật đấy. Vàng và đô la, Bitcoin trái ngược nhau. Nếu như vàng rơi thẳng đứng thì Bitcoin và đô la thì lại tăng thẳng, tăng dữ dội luôn. Đây cái đồng Bitcoin đây cả nhà nhá. Không biết đến mấy giờ nó mới chỉnh không biết, nhưng mà cái phiên ngày hôm qua nó kéo dài đến tận bây giờ luôn. Vẫn chưa hết cái phiên này mọi người ạ. Vẫn chưa hết phiên. Tăng khoảng hơn 9%. Khoảng 6.300 đô một phiên. Sợ thật. Ai chơi Bitcoin thắng lớn trong phiên ngày hôm qua, kéo dài đến tận bây giờ luôn. Hầu như là đến mấy giờ, đến 8 9 giờ thì nó mới kết thúc thì phải. 75.685 đô, tăng khoảng 6,3 nghìn. 9,12%. Còn đây giá vàng đây, một phiên rơi thẳng đứng khi mà đồng đô la Mỹ cũng có một cái phiên phải nói là tăng ngoạn mục 103,69 này. 103,69. Tăng gần 2 điểm. Trong một phiên mà tăng gần 2 điểm nhé cả nhà nhé. Trước đó thì nó đã có hai phiên đều đi xuống. Nhưng phiên ngày hôm qua được hưởng lợi từ cái việc tân tổng thống mới. Cái lãi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng vậy, cũng có một phiên tăng mạnh từ 4,27 mà lên 4,48. Tăng 0,2%. Cũng tăng mạnh mọi người ạ, cái lãi suất này. Nhưng mà giá dầu lại không ảnh hưởng nhiều. Riêng ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống này thì giá dầu lại không ảnh hưởng nhiều, nó vẫn duy trì ở cái vùng là 70 đô. Chào cô Đức Huệ nha, bạn cậu vàng. Nguyễn Minh Hùng, anh Kim Thanh, chị Trâm Phạm nhá, Vũ Thị Hậu, Vân Nguyễn chào chị nha. Kệ nó, chị Trâm Phạm mới đúng rồi. Hôm nay thì trong nước mình không thể tránh khỏi một phiên điều chỉnh giảm. Đây chốt phiên ở mức là 2.659, bây giờ là 2.663. Hôm nay thị trường trong nước mình giảm ít nhất là chặn 500.000, còn không thì phải 1 triệu. Chứ còn giảm 2-3 triệu thì không có rồi. Không có giảm mạnh như thế đâu. Vì vàng thế giới nó thấp nhất ngày hôm qua là 2.652 và nó đã đảo chiều lên. Chứ không có giảm sâu nữa. Cô Thanh Nguyễn, Vũ Hương, Vương Chí Vĩ, bạn thân Đức như Vũ Thị Thoa, Thanh Tâm, Du Lan. Dũng Nguyễn. Ok. 2.663, 2.664. Tối hôm qua nó đã lên được cái vùng là 70 rồi nhưng mà nó không trụ được. Sau khi có một
có một nhịp rơi thẳng xuống vào lúc 21:30 ấy, rơi thẳng xuống 2.652, nó đã lên là 2.678 rồi, nhưng mà nó lại duy trì ở cái vùng 60 kéo dài đến tận bây giờ, hiện tại bây giờ đây. Còn thị trường trong nước mình thì hôm nay chắc chắn là cả vàng miếng và vàng nhẫn, cả miếng cả nhẫn là phải đi xuống rồi. Vàng miếng này, liệu vàng miếng có rơi được 2 triệu không? Hay là chỉ rơi có 500 hoặc là 1 triệu thôi? Hiện tại đang là 89, 87 và 89. Rất nhiều người nhá, rất nhiều người hôm qua đã đi bán rồi. Hôm nay chắc họ còn đi bán nữa. Nhưng mà đấy là có quyền của họ thôi, đúng không? Có tiền thì mua, mà có vàng thì bán được quyền. Họ cứ chạy theo thị trường vậy thôi. Chạy theo hiệu ứng thị trường đám đông vậy thôi, cả đó. Còn nên là vàng nhẫn của SJC từ 1 đến 5 chỉ đây kìa nhé. Chiều mua hiện tại cao nhất là 86.4, chiều bán là 87.9 cho đến 88. Đây là vàng nhẫn của SJC 879 cho đến 88. Về 87 thôi, cùng lắm về 87 thôi. Còn PNG này, PNG là 87 và 882. Coi như mất 1 triệu đi hả? Trong nước mình hôm nay chỉ 500 cho đến 1 triệu. Chị Hà Đặng đã bán chưa? Chưa bán thì sao gọi là lỗ được? Trước chỉ mua 100 cây thì bây giờ nó vẫn còn 100 cây chứ. Thế thôi, bạn cậu vàng này, xả thế thôi. Xả thế thôi, làm gì còn sâu được nữa. Mất khoảng hôm qua mất tính khoảng 80 đô một phiên ngày hôm qua. Mất 80 đô những người nhà nhé. Cái phiên hôm qua này. Bạn bình nghiêm, nói giờ cứ để ăn Tết đi. Đánh đường dài đã nói là trước đêm mua là phải để ăn Tết. Để ăn Tết qua Tết. Chứ cứ vội vội vàng vàng mua bán thì nó sẽ, người ta bảo là nuôi tiệm vàng ấy. Ở chỗ anh chị em mình không biết là chênh lệch bao nhiêu, chỗ mình bây giờ nó là thôi rồi. Từ tối hôm qua là nó thôi, không có cập nhật giá nữa. Chắc là sợ mọi người nhìn giá hoang mang quá gì đó. Điều chỉnh nhiều quá là thành con số không rồi. Còn Doji nhé. Đây Doji đấy. 87.3 nhá. Và 88.4. Đấy, cái giá này chắc chắn là sẽ phải rơi rồi, rơi từ 500 cho đến 1 triệu rồi, không tránh đâu thoát được. Vàng miếng. Vàng miếng sợ còn nhiều hơn nữa. Đây là của Phú Quý. Bây giờ chưa chỉnh giá đâu mọi người ạ. Nên lấy cái mốc của ngày hôm nay thôi. 86.9 và 88.1. 86.9, 88.1 nhé. Tức là các cái vàng thương hiệu này thì vẫn đang giữ ở trên 88 triệu. Đây là có Mi Hồng này. Mi Hồng chỉ có 3 số thôi là 875, 86 và 875, trên nhau 1 triệu rưỡi. Ui giời, thấy không? Riêng ông Mi Hồng ấy, ông Mi Hồng ông cũng đánh phát trên 1 triệu rưỡi. Bình thường trên có 500 hay 1 triệu mấy trăm rồi, đánh nay đánh 1 triệu rưỡi rồi. Ngọc Thẩm. Ngọc Thẩm cũng rơi mạnh. Miếng chỉ có 85.3, 88.3. Nhẫn là 841, 863, 863 mọi người nhé. Chỗ mình là hôm qua nó rơi xuống còn có 85 mấy thôi. 85 triệu mấy thôi. So với lại đỉnh là 89.6 thì nó rơi mất khoảng 4 triệu rồi. Cơ hội đấy. Bắt bắt đấy. Sao mà buồn mà Cường Nguyễn cứ phải yêu đời nên chứ phải
Phải lạc quan như thế này. Ôi, cái mùa này mùa đông mọi người ạ, chuẩn bị vào mùa đông này, cứ xe lạnh cái là họng ước đều có vấn đề. Chờ vàng số 70 này không có, 80 chả có nữa là 70. À, 70, 80 còn xa khuất, tình xa khuất mà ạ. 83-2 mua vào đây là sinh diễn Bắc Ninh, bán ra 872, mẹ chênh nhau 4 triệu mọi người, ghê chưa? Các cái nhà vàng thì họ để chênh nhau rất xa, rất dài và rất xa mọi người ạ. Cái này phải nói là rất dài và rất xa, rất to luôn. 83-2 và 87-2 chênh nhau 4 triệu. Ấy, nhà vàng nó cũng để như này để tránh tình trạng là người dân bán này. Nếu ai bán thì nó mua vào giá rất đẹp. Và nó bán một phát một cây, một phát đã lãi được 4 triệu rồi. Nên là đừng có dại, đúng không? Nắm được tâm lý của người dân là sẽ bán trong những lúc như này. Chỗ mình thì nó không cập nhật nữa rồi, chỗ mình chỉ còn có 85 mấy, 86 mấy thôi. Đây giá thị trường thế giới này nhé cả nhà nhé. Thế còn cái quỹ SPR ấy này, giờ này 6 giờ hơn rồi. 6 giờ 17 phút rồi nhé mọi người nhé, chưa cập nhật lực mua bán rồi nhé cả nhà nhé. Mỗi là ngày hôm qua thôi, một bán 1,73 tấn rồi. Chưa cập nhật. Đêm qua là nó bán hay mua không biết được. Đấy, khi nào cập nhật thì mình biết được, lót lại này. Đó, lót lại cũng vẫn không thấy. Tức là họ chưa cập nhật. Còn về cái tỷ giá đồng đô thì úi giời, lên ghê lắm. 25.882 đồng. Ok nhé cả nhà nhé. Hôm nay trong nước mình sẽ giảm rồi. Chị Minh Thu và Thái Thần Đức. Đúng rồi. Càng bán mạnh tiệm vàng càng ép giá. Dại gì đây này. Mọi người nhé. Nó chênh nhau 4 triệu đây này. Tối qua ngủ không được á, ngủ như ngáy o o luôn, ngáy khì khì luôn chứ, không không ngủ, ngủ ác. Không có xuống đâu, xuống mức này hết rồi. Văn phòng xuống mức này hết rồi. Nó sẽ đảo chiều lên. Sẽ củng cố từ từ. Đợi các cái bây giờ này đợi các cái biết là ông Trump ông lên rồi. Đúng không? Ông Trump ông lên rồi. Lực bán vàng mà mua đô la rồi mua Bitcoin rồi. Nhưng mà rồi nó sẽ đảo chiều lên, nó sẽ phải lại tìm các yếu tố khác hỗ trợ như là chiến tranh, các thông tin kinh tế. Vào rạng sáng ngày mai là Fed sẽ kết thúc cuộc họp nhé, phiên ngày hôm nay là phiên thứ hai, nhưng mà phải tối nay giờ Việt Nam mới là phiên hai cơ, cho nên nó kéo dài tận rạng sáng ngày mai. Đấy. Khả năng cắt giảm 0,25% là chắc trong tay rồi. Đấy, mọi người cứ bình tĩnh, nó xuống cả nó chứ, đương nhiên nó lên cả mấy tháng nay rồi, giá nó lên cả mấy tháng nay rồi này, đây từ đây bây giờ lâu lắm, nói chung mà lên thì nó lâu lắm. Đấy, từ 2000 đầu năm đến giờ nó lên liên tục như này, lên đến 7 700 mà rơi mới có chưa được 100, kệ nó, xác định đánh đường dài. Đấy, lên một kệ mình xuống kệ mình. Tối qua mua thêm Hải Hồng 863. Đẹp, giá đẹp quá gì nữa. Đang 89 mà còn 86. Hình như là nó rơi mất 86 rồi bạn ơi. Mình nhìn thì như nó còn 85 mấy đấy. Nhưng bây giờ nó không cầm cập nhật luôn này, nên này. Mua được mua đi. Thật đấy. Tranh thủ gom cái lúc mà nó rơi xuống đáy. Ok, mình phát xin phép cả nhà xuống live đây nhá. Hẹn gặp lại cả nhà vào trưa nay nhá. Hôm nay là trong nước mình sẽ phải điều chỉnh. Nhá. Sẽ phải điều chỉnh giảm, không thể không điều chỉnh giảm được. Thế giới nó giảm gần 100 đô mà. Trong nước mình sẽ rơi. Vàng miếng và nhẫn đều điều chỉnh hết. Không đời nào mà ông miếng này ông lại không không điều chỉnh nhỉ. Mẹ không có chừng ấy. Có chừng miếng chưa chắc đã điều chỉnh giảm đâu, nhưng mà nhẫn thì sẽ phải giảm.
Phản ứng ban đầu đúng rồi, phản ứng với thông tin tổng thống Mỹ quay trở lại Nhà Trắng, phản ứng là đương nhiên, bởi vì cái đồng đô nó tăng rất là mạnh. Đô tăng mạnh như này, Bitcoin tăng mạnh này, dòng tiền chảy về hai cái ngóc các ngách này, kể cả về cái trái phiếu chính phủ rẻ cũng thế. Họ gom họ mua nhá, họ mua cái này này mọi người ạ. Mua đồng đô, mua đô la này, trái phiếu chính phủ này. Đấy, họ thu gom rồi Bitcoin này. Thế nên vàng nó bị ảnh hưởng là đương nhiên rồi. Một tài sản an toàn với tài sản rủi ro đấy. Dòng tiền nó chảy qua chảy lại thôi, chuyện đương nhiên là kệ nó sẽ phải hồi lại. Rồi, chúc cả nhà buổi trưa, à quên, một ngày thật nhiều sức khỏe nhá. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 11 giờ trưa nay nhá. Vì mình đi làm ấy. Tới giờ đấy mình mới về được. Cảm ơn anh chị em có gì cho bác nhiều nhé. Và mọi người nhấn cho mình phát một like nhé. Ai chưa đăng ký giúp mình phát nhé. Và hẹn gặp lại mình lúc 11 giờ. Bình tĩnh nha cả nhà ơi. Đừng có hoang mang, đừng có đi theo đám đông mình đi bán làm gì cả. Họ bán kệ họ. Bây giờ họ để chênh nhau 3 triệu, 4 triệu bán lỗ sặc luôn. Nghỉ làm không nghỉ được. Công việc của mình không nghỉ được bạn ạ.